Đêm ngày 30 tháng 5, một quán ăn nằm trên phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy cho biết, vụ cháy kể trên xảy ra vào lúc 22 giờ 30 cùng ngày tại một quán ăn nằm trên mặt phố Dịch Vọng Hậu. Theo vị lãnh đạo, sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Cầu Giấy đã điều 3 xe chữa cháy cùng cán bộ tới hiện trường dập lửa. Sau khoảng 10 phút đám cháy được khống chế, vụ cháy không làm ai thương vong. Thời điểm xảy ra cháy, nhân viên trong quán ăn đã chạy hết được ra ngoài, lãnh đạo phường Dịch Vọng Hậu thông tin. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra cháy, nhiều người nghe thấy tiếng nổ, phía trong quán ăn có nhiều người bỏ chạy ra ngoài, xe cứu thương cũng được điều tới hiện trường. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 23 giờ 30, cảnh sát vẫn đang phong tỏa một đoạn phố Dịch Vọng Hậu để phục vụ công tác chữa cháy, hiện đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tại Cầu Giấy, Hà Nội, vụ cháy kinh hoàng trên phố Trung Kính làm 14 người thiệt mạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ký văn bản về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Cầu Giấy. Nội dung văn bản cho biết, qua kiểm tra trên địa bàn quận đã phát hiện 78 cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy bị tạm đình chỉ hoạt động. 78 cơ sở này nằm ở 7 phường: Quan Hoa, Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng Hậu, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, gồm quán karaoke, nhà hỗn hợp, nhà nghỉ, khách sạn, tòa nhà, nhà cho thuê để ở, nhà hàng, quán cà phê, quán bar, nhà ở kết hợp kinh doanh, căn hộ cho thuê, khách sạn, quán massage, chung cư. Trong đó có cơ sở bị tạm đình chỉ toàn bộ, có cơ sở bị tạm đình chỉ một phần tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng đang tiến hành xử phạt nhiều cơ sở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhất là đối với các cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động, Ủy ban Nhân dân quận yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận về xử lý các cơ sở đã tạm đình chỉ, đang yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giao công an quận là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban Nhân dân quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ đang yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, rà soát tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai, tham mưu Ủy ban Nhân dân quận báo cáo các cơ quan quản lý có thẩm quyền để hướng dẫn tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Ủy ban Nhân dân các phường triển khai các biện pháp để tổ chức thực hiện quyết định tạm đình chỉ và chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã yêu cầu ngừng hoạt động, như có thể dùng barrier cứng cúc chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động tại cửa các cơ sở, bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên, chủ trì tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ hoạt động, đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm, vận động chủ các cơ sở chấp hành quy định để loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định, phát huy vai trò các đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác nắm bắt tình hình và giám sát. Ủy ban Nhân dân quận giao Công ty Điện lực Cầu Giấy tăng cường các biện pháp quản lý hệ thống cung cấp sử dụng điện sau công tơ, có phương án xem xét tạm dừng cung cấp điện, giảm cung cấp điện, đặc biệt là các khu vực sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, yêu cầu tạm ngừng hoạt động cơ sở hoạt động trên đất dự án, đất sử dụng sai mục đích có nguy cơ xảy ra cháy, nổ và gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản theo quy định của pháp luật. Trước đó, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, khiến 14 người tử vong và 6 người bị thương. Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1, ngách 43, 98, 31, Trung Kính. Đây là nhà ở gia đình, cho thuê để ở và sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Tại ngách 43 trên 98 đã được thành lập điểm chữa cháy công cộng cách ngôi nhà xảy ra cháy khoảng 30m. Quy mô nhà gồm một nhà 2 tầng, một tum bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng. Mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở ở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp điện.
Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy, được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà. Liên quan đến vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người trên, ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Theo đó, cơ quan công an sẽ xác minh hai nội dung: xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ tại phường Trung Kính và xác định trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bà Hòa không tiếp tục ghé thăm, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người dân cần nắm được những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, nắm được biện pháp, kỹ năng phòng và chữa cháy, đồng thời sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện ban đầu để giảm thiểu tối đa thiệt hại do các vụ hỏa hoạn gây ra. Những kiến thức trên hoàn toàn có thể tra cứu và theo dõi trên mạng hoặc các trang thông tin của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy từng địa phương. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 11 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố đã bắt đầu đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được ra mắt tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Thanh Xuân, số 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là vị trí vô cùng thuận lợi về giao thông đi lại cho người dân toàn thành phố. Tại trung tâm, ngoài việc tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, người dân sẽ được tham quan các mô hình, thiết bị phòng cháy chữa cháy, xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, người dân cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như tính năng, tác dụng của các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khi người dân trải nghiệm mô hình thực tế ảo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hay thoát nạn bằng cách leo dây, đệm hơi thì sẽ không bị hoảng sợ, bất ngờ trong tình huống thực tế. Còn đối với các trải nghiệm thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế, sơ cấp cứu người bị nạn và di chuyển người bị nạn, giải vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, thì mỗi người dân có thể là một chiến sĩ hỗ trợ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trung tâm sẽ tổ chức cho người dân, học sinh, sinh viên trải nghiệm các kỹ năng thực hành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ từ 8:30 đến 11:30 và từ 14:00 đến 17:30 vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.